Từ ngày 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 3 Tết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố triển khai lấy mẫu tầm soát cho hành khách quốc nội đi trên các chuyến bay từ sân bay nội bài ở Hà Nội, Vân Đồn ở Quảng Ninh, Cát bi ở Hải Phòng đến sân bay tân sơn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách sẽ được thực hiện lấy mẫu dịch hầu họng tầm soát COVID-19. Mỗi ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố lấy 200 mẫu, được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các hành khách của các chuyến bay đến từ ba địa phương đó. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch giám sát cộng đồng. Trong đợt lấy mẫu tầm soát COVID-19 tại sân bay đợt này, còn có 4 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh gồm bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Trước được lấy mẫu để tầm soát ở sân bay, ngay từ đêm 30 Tết, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng đối với những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như nhà trọ, nơi lưu trú của công nhân, bến xe lớn, các chợ đầu mối, chợ địa phương. Sau 4 ngày thực hiện, đã lấy được 6.551 mẫu, trong đó 6.504 mẫu có kết quả âm tính và 47 mẫu đang chờ kết quả.